Everybody, welcome to Health Vicaday. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health Vicaday. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game võ lâm, nhưng mà không phải võ lâm truyền kỳ nha, mà là kiếm hiệp, cũng không phải là kiếm hiệp H5 hay là tiền tỷ gì nha, mà nó là một con kiếm hiệp Kim Dung. Phiên bản mới 2024-2023 gì á, mà tướng bự ha, chứ không phải là tướng chút như ngày xưa nha các bạn ơi. Ôi thân hình to lớn vạm vỡ. Đây con game này lên là về kháng long gì đó, quên bà nữa rồi. Ok, chạy xong hết nhiệm vụ tân thủ rồi. Map 1 là nhiệm vụ tân thủ á, nhưng mà heo chạy xong rồi. Nó hơi khó nhìn cái map tí, anh em thông cảm ha. Giờ để quét lên level 5 cái nè. Level 5 là nhận được có gì đây? Hồn Quách Tỉnh, hồn Hoàng Dung, hồn Vương Trùng Dương, hồn Hạt Bút Ông hả? Ôi tướng mới luôn. Lọc Trương Khách nữa. Rồi 20.000 tiểu kim trư, A-Ship Kim Nguyên Bảo, A-Ship VIP, vé quét ải các kiểu con đà điểu. Ngon. Rồi hôm nha. Ok. Ôi level 68 hả? Ok đi vô ghép bọn tướng cái nào. Ủa tướng đâu? Đây. Ok. Quách Tỉnh, tướng ếch các bạn ơi, Hoàng Dung nè ha, rồi Vương Trùng Dương, rồi Hạt Bút Ông, ôi tướng mới hay gì nè, mà tiếc quá tướng ếch, chứ phải ếch rồi là ngon rồi, Lộc Trưởng Khách hả, ok, rồi trước khi nâng tiếp thì chúng ta sẽ đến thông tin của server cái nha, đây chúng ta có Hàng Long Kim Dung, phiên bản 2024 Open S2 Thập Bát Trưởng 11:30 ngày 28/3. Vậy là heo đang ở S1, trời biết hồi nãy qua S2 là được rồi. Quy Tân Hữu VIP 12, tướng VIP Kiêu Phong Đoàn Dự Mộ Dung Phục, sự kiện đập trứng kinh công đọt bảo đuổi niên thú, tỷ lệ nạp game nè ha, 100.000 nhận 20 triệu kim nguyên bảo cộng móc nạp tích lũy, combo siêu khuyến mãi nạp 2 triệu ATM Momo bằng full móc hả? Ok, đua top nhận quà top 1, 1 set trang bị độc VIP nhất game, 50.000 tiểu kim trư, top 2, top 3 nè ha, vô lượng sơn 1-5, 10.000 tiểu kim trư. Ok, tướng mới là gì đây? Kiều Phong, Đoàn Dự, Mộ Dung Phục. Ok. Giờ có đồ rồi thì vô đi đập trứng hả? Không, đừng có đập trứng. Tầm bảo có con gì đây? Hồn Chính Đạt Ma hả? Hồn Nhạc Bất Quần nữa hả? Ồ, tướng SR các bạn ơi. Ok, đâu rồi, vô này coi. Ôi, Chính Đạt Ma. Ủa, không kéo qua được. SR đâu? Tà Đạt Ma, rồi Trương Tam Phong, Hư Trúc, rồi Hồng Lăng Ba hả? Rồi Nhâm Ngã Hành nữa nè. Nhâm Ngã Hành. Trương Tam Phong quá trời luôn, rất nhiều tướng mới luôn. Ok. Rồi Long Môn Phá, rồi Thiên Cơ Luận, rồi ưu đãi nạp hẹn giờ đồ này nọ nữa hả? Đây nạp hẹn giờ nè. Đây 2 triệu là full hết mấy cái này các bạn ơi. Hồi nãy admin nói đó, 2 triệu là cái gì? Hồn Nhập Ma Hoàng Sam hả? Ui. Ok. Rồi gì đây? Nhập Ma Dương Quá, Ngũ Tiệt Chu Bá Hông,
rồi ngũ tiệc Hoàng Dược Sư, rồi ngũ tiệc Nhất Đăng Đại Sư, rồi Hồn Ma Hóa Tự Quỷ hả? Ôi Tự Quỷ Ly Lưu Niên này không biết, ôi rất nhiều tướng luôn. Rồi ở đây có Hồn Ma Hóa Tạ Tốn nữa nè. Rồi quà riêng hàng ngày nè. Đây. Wow, rồi đây nữa nè, đá bào, đá bét, đá bơ đồ hả? Ok, đá 7749 lần luôn. Rồi hẹn giờ, sách lược, đổi đồ. À, chúng ta có 20.000 tiểu kim trư. Ok, rồi đổi trang bị VIP đồ đây nữa nè. Ôi. 20.000 đổi cây vũ khí hết luôn. Phi thăng hóa thần đại lưng nữa. Ok, ngọc. Rồi vòng quay, rồi mua hệ hán, hệ tần đổi tướng SSR hả? Ok, quyết đao nè hả? Nhưng mà 20-30.000 con không à? Ok, đổi ngọc 25, đổi thiên thư, đổi tâm pháp, đổi bét, đổi sò. Đây. Đổi bét, rồi đổi tướng nè hả? Thánh Chu Chỉ Nhược hả? Bét Thánh Nhạc Bất Quần. Ok. Ở đây hồn tướng, tướng này là tướng tướng ếch các bạn ơi. Ôi, vậy là nên đổi một con không ta? Vậy là đổi được con Quyết Đao Lão Tổ. Xong là hết tiền. Đá bào, đổi ngọc đồ, đổi trang bị đồ. Trang bị, có nên đổi cái trang bị không ta? Rương Chu Tiên nè hả? Thôi, đổi một con tướng đi. Ok, mà khoan từ từ để lượng ở trong shop coi có gì không. Lăng Ba Di Bộ, ôi trong này bán luôn. Ồ, được 50 triệu kim nguyên bảo nữa hả? Ôi ngon, 50 triệu luôn. Ok. Game 2 triệu là full rồi đó hả? Hột Hà Đồ, Lạc Thư, Cũ Âm Chân Kinh, Quỳ Hoa Bảo Điển, Thái Nguyên Tâm Kinh nè, mới biết coi cái gì Cũ Dương Thần Công, Bắc Minh Thần Công hả? Ok, ôi đồ ngon không? Shop bán hết nè các bạn ơi, đó. Nhưng mà nếu bây giờ mình quay tầm bảo, shop mua. Ở trong shop có bán vé tầm bảo đâu ta? Có vé bán vé tầm bảo thì vô tầm bảo thử một cái coi 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 sao chứ đây không có nè. Hay. Rồi, shop thường thì lại không có, shop hiếm cũng không. Hay thiệt chứ. Đây sự kiện Long Môn Phá Đập Con Lân, đánh cược Quỷ Trưởng Thành online. Online hàng ngày nhận được 2 triệu kim nguyên bảo, tiểu kim trư, xu vàng, tầm bảo khoáng nè hả, thiên cơ luận. Rồi đây sắp mở, phi đao đọt bảo. Ok, rất nhiều thứ luôn. Rồi nhiệm vụ hàng ngày nữa nè hả. Gì đây? Vậy là chúng ta đi đổi một con. Xong rồi giờ vàng, đổi đồ, vòng quay, thẻ hán. Ok, đổi Quyết Ma Lão Tổ. Đây. Quyết Đao Lão Tổ. Ok. Rồi, Quyết Đao nè hả? Ủa, màu nó cũng giống nhau mà hả? Cứ tưởng đâu là nó khác nhau. Ok. Ồ, quách tỉnh. Không, vậy được rồi. Đó, tướng là xoay quanh Quyết Đao Lão Tổ ha. Đó, ok. Đó, full 5 luôn. Còn nâng lên được nữa luôn. Cấp chưa đủ hả? Cấp 55 hả? Chù tòa. 55, vậy là trong shop là cái viên nào là cái viên
hình như là mật rắn đúng không ta? Linh chi hả? Hình như là linh chi. Khoan, ở trong này có cái linh chi nào không? Nhớ là đây, hỏi nhớ đây nè. Ai xếp, ok. Cũng rẻ các bạn ơi, mua đi, ok. Mua về nâng level cho mấy con tướng ha. Link Health sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm ha. Phiên bản Kim Dung mới ha, 2024 nha các bạn ơi. Đó, có tướng mới rồi, các kiểu con đà điểu. Ơ hay. Đang nâng nó cái bị ao ra. Trời ơi, ok, giờ thì ngon rồi, giờ thì khỏe rồi nè hả. Đó. Ok, truyền công. Đó. Ê, tiện nè. À thôi, được rồi. Ủa, cái này đột phá thần đan hả? Đột phá thần đan. Bây giờ chúng ta sẽ vô shop. Như là hồi nãy trong này có. Đây, đột phá thần đan 99 viên. Cho thêm một miếng nữa. Thôi ơi. Ok, để nâng cho mấy con khác luôn. À, 75 mới nâng được nữa hả? Ôi hèn. Trời ơi, tưởng đâu là nâng được. Ok thôi, vậy thì nâng cho mấy con này ha. Đó. Trời, con tốn có khoảng 200 củ à. Ok. Linh chi ngàn năm. Ok, linh chi ngàn năm. Rồi, linh chi ngàn năm luôn nè ha. Từ từ để lên level xong. Ừ mà nó lên level thì nó mạnh quá, sao nó đánh được ta? Đúng rồi anh em. Vô mấy cái ải hường này chắc one hit, one shot đủ quá. Ok, vô thì biết cái gì. Hữu công đây. Ôi, nhìn đẹp kìa bầu ơi. Wow. Tướng VIP có khác đó bầu à. Ôi, tiếp luôn. Đây, đó. Ok, ngon. Mà nó mạnh quá, cái này phải leo tháp hay gì đó chứ. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.